Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Xí Kẹo. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về những cái bộ đồ mới. Ở đây có bộ đồ mùa hè này cực kỳ là chất chơi người dơ nha anh em. Và tất nhiên là nó sẽ nằm trong cái vòng quay may mắn hay còn gọi là Lucky Spin này. Ok, mình sẽ mở luôn 5 lần các bạn ơi để thử vận may này. Và khi mà anh em mở 5 lần thì anh em sẽ tốn đó là 298 quân huy. Ok các bạn, chờ xíu nhá. Uầy, hình như là để mà trúng được cái bộ đồ mùa hè thì nó khá là khó khăn các bạn ạ. Ở đây là có một cái bộ đồ mùa hè dành cho nam. Không biết là có trúng hay không này. À ok, ngon. Có luôn được cái bộ trang phục hạc mùa hè. Ok, chất luôn. Nhưng mà mình nhớ là mình chưa có mua cái nhân vật nam nữa cơ. Ok, thế thì xíu ra ngoài mình sẽ mua luôn cái nhân vật nam mọi người ạ, để trang bị cái bộ đồ mới, chơi xem là nó có ngầu hay không nhỉ mọi người. Ok, mắc hả? Nhân vật mắc này thì anh em mở khóa bằng vàng thôi, nên là nó cũng đơn giản. Uầy, công nhận là chất thật đấy mọi người ạ. Rồi save luôn cái bộ trang phục này lại này. Mọi người thấy là có chất chơi người dơ hay không? Nếu như mà anh em thấy thích thì đừng quên đó là hãy vào trong cái vòng quay kim cương. Đấy, vòng quay quân huy để quay và trải nghiệm cái bộ trang phục đấy nha mọi người. Ok, đậu xanh. Thằng nào đây vậy hả? À, cơ bản là súng chưa có ống ngắm nên là chơi thằng này hơi bị khoai mọi người ạ. Cái đậu xanh này thật sự là khá là khoai luôn, kể cả là khi mình dùng súng bắn tỉa ấy. Nhưng mà lại, ui dồi ôi, không có ống ngắm luôn, hai khẩu luôn. Mới vào đầu trận thôi mà anh em không có ống ngắm thì chơi nó khoai thế nhỉ. Thằng kia nó hạ luôn rồi. Vãi trưởng. Đây hả? Đây hả? Sao vậy? Sao vậy em ơi? Úi dồi ôi, nó cũng cầm súng trường luôn. Ok ok, I'm fine. Cái đậu xanh này lên bảng cho em ơi. Ui, gắt vậy. Bên hông nó còn một đứa nữa cơ anh em ơi. Thế này thì cũng nhận là kinh hẳn rồi. Làm sao vậy? Thích lên bảng điểm số hay không? Ui, anh em thấy chưa? Không có ông ngắm bắn nó khoai vãi, nhưng mà ok. Cuối cùng thì mình cũng đã có được một mạng đầu tiên. Phía bên hông đang còn người à? Ui dồi ôi, đầu trận thì nói thật với anh em ấy là mình chưa có súng tiểu liên nên là chưa tự tin lắm nhá. Cái đậu xanh kia hả? Ok, coi chừng cái đầu nha mày. Ui, nó phóng lựu hả? Ghê vậy. Cái đậu xanh. Ui dồi, đừng. Đừng bạn đây, đừng bạn đây. Đừng bạn đây, tha cho mình đi bạn ơi. Ui dồi, còn xíu máu này. Máu đỏ rồi các bạn ơi. Chạy lẹ thôi, chạy lẹ thôi. Bây giờ chắc là mình ngồi tạm đây. Mình quấn lon nước rồi. Ui, sợ thật đấy. Nó đang ở ngay phía ngoài thôi anh em ơi. Quay vậy. Từ từ anh em ạ, từ từ anh em ạ. Để xem là tôi ra ngoài cái đá công ơi. Cái xe này, what the hell, con xe này nó không xài được, xe hư rồi. Chạy lẹ lên, chạy lẹ lên. Ui đừng đừng, đừng đừng đừng, đừng bắn như thế, đừng bắn như thế. Đang hết máu rồi. Ui thằng mẹ nó cấu rỉa tôi, bây giờ còn một tí tẹo 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 máu thôi công ạ. Thế này sao chơi? Thế này thì sao chơi đây? Mà mình bây giờ là đang xem lượn lờ mấy căn nhà này coi ấy. Các bạn là để xem kiếm thêm tí máu mà hơi bị khó khăn này. Phía trước chúng ta ngay phía 108 này thì có một cái khu nhà nhá. Qua luôn, qua luôn. Mong là ở cái khu này nó sẽ có máu cho tôi xài anh em ạ. Đùa chứ không hiểu thế nào. Cảm giác vào chơi đầu trận cái thằng bé nó xấy tôi còn đúng một tí tẹo tèo teo máu không ạ. Game gì căng vãi trưởng. Ok ok, chạy lẹ qua bên này cánh coi xem là chúng ta còn cái gì ở ngoài này nữa này. Vâng, nãy giờ thì quên chưa đánh giá về cái bộ trang phục hạc mùa hè dành cho cái nhân vật Mark này, thì anh em thấy nó ngầu không? Với một cái áo nền xanh cũng như là họa tiết con vẹt đằng sau lưng. À quên, con hạc. Tôi quên, tôi nhầm công ạ. Lâu lâu nhầm nhò sang trồng trọt tí thôi, có gì đâu. À, đậu xanh thằng nào lái xe ở ngoài vậy? Ok ok ok, mày chạy đi em ơi, từ từ. Anh mà đuổi theo được chú thì chú có mà xanh mộ. Ô, tôi chết, tôi quên công ạ. Bây giờ mình không có máu như này, mình mới là người xanh mộ này, nó không xanh mộ đâu. Thôi thôi, kệ kệ. Bây giờ ấy, tôi nói thật với anh em là kệ cho chúng nó thôi. Chứ tôi nào dám bắn đâu, còn một tí tẹo 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 máu nó bắn cho cái một viên đạn cái lên bảng điểm số thì phải nói với anh em là đừng buồn luôn nhé. Thế nữa thôi, bây giờ ít máu làm gì có tiếng nói trong cái game Cyber Hunter này. Để tôi xem tôi kiếm thêm máu cái đã rồi là tôi gáy sau anh em ạ. Tầm này là tắt điện rồi, không có gáy gì hết nữa.
Ok anh em chờ tôi xíu nhá. Lận lờ xem bây giờ kiếm máu, xem cuộc sống bây giờ cái gì nó cũng khó khăn cả. Kiếm máu mãi mà không có được này. Công nhận là tôi cảm giác dị ứng với cái màn hình này vãi chưởng luôn. Cái kiểu hết máu yếu yếu xong là bắt đầu màn hình nó cứ chớp chớp này, có âm thanh nghe nó cũng chán chán nữa. Ui dồi ôi, máu đâu vậy? Ở đây vẫn chưa có máu anh em ạ. Đùa chứ. Cái kiểu này ấy, là tôi phải qua cái đảo bên kia rồi anh em ạ. Phải qua đảo bên kia thì mới kiếm được máu rồi. Thế nên là phải chạy bộ qua cầu thôi. Ok ok, mình nghĩ là nên chạy bộ, không dám chạy xe cơ. Thật ra thì với cái khối lượng tử như này ấy, thì mình có thể là xây dựng được một con xe máy cơ. Nhưng mà chạy xe cái đi va vấp đâu đấy anh em ngã ra khỏi xe cái đai luôn. Thế nên là bây giờ là phải chơi theo cái giải pháp an toàn ấy. Ui, bắn lộn thôi, bắn lộn thôi. Chỉ là kẹo bắn lộn thôi anh em ạ. Cơ bản là mình để cái nút bắn hơi to, thế nên là thi thoảng là chạy là nhấn lộn vào cái nút bắn thì nó là một cái điều vô cùng là bình thường. Mỗi tội là bây giờ còn xíu máu này, bắn cái lộn vị trí tí nữa chúng nó chạy qua thì thôi. Đừng buồn cho số phận hẩm hiu này các ông ạ. Khổ cái cuộc sống này, bây giờ tôi chạy mệt nghỉ rồi, còn chưa kiếm được thêm tí máu nào nữa này. À, có cái nước tăng lực thì có này, nhưng mà máu thì tuyệt đối là không, tìm mãi chưa ra này. Chết dở công ạ. Từ đây chết dở rồi. Trận này có khi là mình sẽ rớt top sớm rồi anh em ạ. Không thể nào mà sống dai được với cái lượng máu như này. Ngay cả anh em cũng phải gọi là đến chịu luôn. Sinh tồn trong cái sự khó khăn và thiếu luôn cả máu nữa. Ok. Mũ giáp thì toàn là cái đồ lởm thôi anh em ạ. Ơ. Con xe này. Ok ok, nó có một cái đỡ. Tôi tưởng là con xe nó lại bị bốc đít. Rồi ok. Ít ra là mình cũng đã có được một cái combo súng nó cũng ổn ổn xíu. Một súng trường, một súng tiểu liên, cái khẩu phốt chốc này thì bắn nó cũng ngon đấy. Theo như mình đánh giá là ngon. Bởi vì khi mà anh em trang bị được cái băng đạn tối đa thì nó sẽ có 75 viên trên một cái băng đạn. Thế này thì anh em sấy phải gọi là vô đối luôn. Ơ đậu xanh. Có người, có người. Có người anh em ạ, dựng nhanh cái rào chắn lên luôn không là... À trên này. Anh thấy chú rồi nhé, ngay sau tảng đá hướng 48 độ này. Ok em ơi. Ok em ơi. Úi dồi ôi em ơi, lên bảng này. Cái gì đấy? Ai lại chơi cái kiểu lộ liễu như này? Ok, lút đồ nhanh. Rồi nha, có máu rồi, có máu rồi. Đây, mãi mới có máu đây. Cuộc sống bây giờ cái gì nó cũng khó khăn. Tôi mà không hạ được nó thì kiếm đâu ra máu đây. Ok ok. Ít ra là tự tin hơn lúc nãy rồi, có máu rồi. Người đâu? Đùa, chưa nãy mải cuốn máu, lượm máu xong là cuốn máu luôn. Chưa để ý là có người. Ở đây hả? Đúng rồi, làm sao đấy em ơi, làm sao đấy em ơi. Ok luôn, mạng thứ ba này không thể ngăn cản luôn anh em ạ. À, để xem là mình kiếm máu ấy, bơm cho nó full cây luôn, chơi game cho tự tin. Chứ như này làm gì đã full cây, tầm này là mới full tầm khoảng 85% cái lượng máu thôi anh em ạ. Còn đâu đấy tầm khoảng 15% nữa. À đậu xanh. Thật nào. Nghe có tiếng chạy bộ hả? Đây ký hiệu đây, đang rất là gần nhá. À đây à, đây à em ơi, đứng lại. Đứng lại em ơi, sai súng gì vậy? Ok lên bảng luôn, mạng thứ tư luôn. Xem lút đồ nó coi. Ồ thằng này có khá là nhiều máu đây mọi người ơi. Ơ mình đang full mất tiêu cả ba lô rồi. Đậu xanh đang lút đồ thì lại có người này. Ghê vậy. Bắn thằng này chưa xong đã xuất hiện cái thằng khác rồi mọi người ạ. Khá là khoai đây. Nên là thôi, ui. Gì vậy, đang bảo cố gắng chơi cẩn thận cái thằng bé ngay ở ngoài này. Đừng mà đây. Còn chưa bơm full máu nữa mà bạn ơi, đừng như vậy. Nãy tiếc quá còn chưa lượm được mấy cái túi máu lớn ấy. Rồi ok anh em cứ chờ xíu. Pha này tôi cam đoan với anh em là chưa thể đai được. Đấy. Đai bây giờ là quá là sớm luôn, đang còn tận 35 người chơi nữa cơ mà. Nói chung là chưa thể đai bây giờ được. Tôi sẽ cố gắng sống dai hơn xíu nữa. Đâu mày đâu? Mày đâu em ơi? À thằng bé vẫn đang nã súng nhưng mà tôi chưa nhìn thấy rõ nó ở đâu cơ. Ở đây có không vậy? À đủ, what the hell, chỗ nào vậy đây hả? Không phải. Thế này thì có khi là nó ở trên rồi nha em ơi. Đây, anh em thấy cái ký hiệu bàn chân nó rất là gần luôn chưa? Ui, bo thu lại rồi này, ghê vậy. Thôi kệ luôn, ở lại luôn, chấp bom với nó luôn. Nào đâu? Em ơi đâu rồi? Em ơi đâu rồi đây hả? Thôi xong,
lên bảng đếm số với anh em ơi. Cái đậu xanh này mạng thứ 5 luôn, người chơi vô địch sĩ kẹo cyber luôn. Tuổi gì chơi với anh hả mấy đứa ơi? Ok ok, nhanh tôi ra ngoài cái xem lút thêm tí máu cái là chạy luôn anh em ơi. Úi dồi ôi anh em ơi, để tôi xem là máu đâu rồi nhé. Ok ok, đã lượm được máu rồi, hợp lý. Đúng rồi, let's go thôi, ngại gì. Ok luôn này. Có xem luôn anh em ạ. Xem điều chỉnh hướng chạy vào trong mo cái luôn. Có xe thì đơn giản là anh em sẽ đỡ tốn cái khối lượng tử để dựng xe máy thôi à. Rồi cứ chạy theo cái hướng này xíu nữa là vào bo ngay mà. Ui xe bay công ạ. Cơ bản là kẹo lái xe hơi ngáo. Ui cái đậu xanh. What the hell, xe nó bay bồng bình luôn anh em ạ. Ở ngoài đời mà như này thì cũng mà nát cả người lẫn xe. Nhưng mà không sao, đây là trong game Cyber Hunter, mọi điều đều có thể diễn ra được anh em ạ. Rồi, hình như là nhảy xe hơi ngu nên là mất xíu máu rồi. Cái điều quan trọng là để tôi lượn lờ quanh cái khu này coi. Nãy giờ thì chỉ có 5 kill thôi, thế nên là hơi bị ít kill rồi. Đây, tiếp theo thì bo nó sẽ thu tại cái khu này. Và mình sẽ chạy theo cái phía đấy luôn nhá. Vừa chạy thì chúng ta vừa tranh thủ đi săn mạng luôn. Hello, ở đây có ai không vậy? Chưa thấy ai cả. Chưa thấy ai cả anh em ạ. Ok ok, thôi thì cứ từ từ mà chạy vào mo thôi chứ ngại gì. Đơn giản là còn khoảng là 35 giây nữa thì vòng mo nó bắt đầu thu lại nhá mọi người nhá. Bây giờ thì mo chưa thu đâu. Ok ok ok, một xíu nữa thôi thì chúng ta sẽ vào được trong cái vòng an toàn tiếp theo này mọi người này. Hello, người đâu ta? Mình qua bên này rồi nhưng mà thấy hơi bị vắng anh em ơi. Ủa không hiểu sao? Thế người đâu hết cả rồi? Hay là chúng nó chạy qua đây thấy mình cái sợ hết rồi? Sợ chúng nó trốn rồi anh em. Thôi nói giỡn chơi thì thôi chứ anh em, bây giờ chúng nó mà nhìn thấy tôi chúng nó xấy tôi SML luôn công ạ. Chứ ngồi đấy mà chờ chúng nó sợ tôi á. À, qua bên này xem thế nào chứ. Ok mọi người, những cái trang bị thừa thì anh em vứt đi luôn cho mình nhé. Thỉnh thoảng anh em check ba lô nhé. Có trang bị thừa anh em vứt đi luôn cho nó rộng cái ba lô, rồi anh em còn lượm thêm được nhiều thứ nữa cơ mà. Khối lượng tử này. Rồi nha, lên bên trên này luôn cơ nào. Ok ok mọi người ơi, anh em thấy ai chưa nhỉ? Chưa. Tầm này thì tôi cũng đã thấy ai ở khu này đâu. Nãy giờ thì vẫn giữ nguyên được cái số lượng kill đó là 5 kill. Ok, lẹ lên nào anh em ơi. Mong rằng là qua cái khu vực này thì mình sẽ kiếm được thêm mạng thôi. Hello, còn có ai đây không vậy? Ok, và mọi người có thể thấy là trong cái ván đấu này lúc này thì đang còn đó là bao nhiêu đây? Còn lại 13 người chơi nữa anh em ơi. Để xem tôi lục mấy căn nhà này coi nào. Ồ ok, lượm thêm băng đạn súng tiểu liên này. Lên trên xem thế nào chứ bên dưới thì lại không có ai này. Có một cái lõi nha, cho súng tiểu liên. Lên trên đi anh em ạ. À đây, hình như là ở cái phía 139 có người công ạ. Ok ok ok. Đây hả, đây hả? Đây á hả, đây á hả, làm sao đấy? Được rồi, anh em chờ xíu, tôi qua. Người đâu ta? À trên này. Trên này công ạ, ok ok. Ok ok này, làm sao đấy? Làm sao đấy em ơi? À đủ, có vẻ căng, xấy gắt thế nhỉ? Người lại cứ xanh lè thế nào vậy? Xanh lè thì cũng lên bảng đếm số nhá, 6 kill rồi nha. Ok ok mọi người ơi, lút đồ nhanh cái coi xong là chúng ta sẽ lại tiếp tục tiến vào bo này. Tầm này là kẹo lại gần full mallow mất tiêu rồi. Let's go thôi mọi người. Mừng thế nhỉ anh em. Kiếm thêm được mạng thứ 6 rồi. Bây giờ xem nào. Chúng ta thì đang ở rất là gần đối với cái vòng bo điện tiếp theo nha anh em. Nên là cứ tranh thủ từ từ mà chạy vào thôi. Nói chung là không có gì phải vội cả. Cái điều quan trọng là vừa chạy vừa ngó xem còn ai ở đây hay không để còn hạ chúng nó nữa.
Oh my god này, chưa thấy công ạ. Để xem như nào chứ. Mình đang ở trong mall rồi nhưng mà lại chưa có thấy người. Lúc này thì đang còn 8 người chơi nữa nha anh em. Ơ cái này, Thính đâu? Thính đâu vậy? À hình như là Thính đang rơi, tránh ra. Tránh ra không Thính đè vào người thì có mà tôi xanh mổ đấy. Ok ok. Thính đang rơi rồi. Hello, người đâu ta? Trống trơn vậy. Trong khi mo thì thu càng ngày càng nhỏ, còn tôi thì lại cảm giác là nó lại trống trơn như này. Phía dưới này, ok, check Thính coi nào. Ok, thế này là mình vừa lên được một cái mũ ba rồi. Ơ, cái đậu xanh. Phía trước mặt có người nhá, ok, ok, ok. Chỗ nào vậy nhỉ? Ui, đằng sau cũng có người luôn, ghê vậy. Thôi đừng. Anh em từ từ thôi, làm gì mà căng vậy. Kiểu này thì có khi là kẹo lên bảng đếm số luôn đấy à. Ơ, thằng kia bị hạ gì à? Thấy hôm sau nó ngay trên xe tải, chắc là bị hạ rồi. Ok ok, chắc là nó bị hạ rồi anh em ạ, mình không chắc nữa cơ nhưng mà nghĩ vậy thì ok ok, thằng bé bị hạ. Chính xác là như vậy luôn, bây giờ không phải nghĩ vậy nữa mà là chính xác luôn rồi. Thế còn, à đây, bên này, người đây chứ đâu, ok. Đâu rồi em ơi, sau tảng đá hả? Ui, núp ghê vậy ai chơi? Chú núp ghê vậy thì ai chơi nổi chú hả? Ui, đây anh em chờ tôi xíu nhá. Ui, cái đậu xanh. Đừng như vậy bạn ạ. Ui, một đứa đang để qua luôn, còn một đứa thì đang canh tôi tảng đá này. Ơ, bọn này chúng nó chơi team up với nhau cả. Thôi xong rồi. Gặp hai đứa chơi team up với nhau rồi, thôi xong, chơi không cẩn thận là mình chuẩn bị là lên bảng điểm số rồi nha anh em. Ghê thế nhỉ. Thằng bé mà nó vừa chạy qua đây đâu rồi. Ui, nó bắn phóng lựu qua, câu lựu qua các kiểu luôn. À đây, dựng tháp với anh Hải Mây đây rồi. Đây rồi, nó ngay trên này. Cái đậu xanh này, dựng tháp này thì anh càng dễ bắn nhá. Mạng thứ 7 luôn. Sĩ kẹo Cyber đã giết chết nhà vô địch. Gắt, anh em thì tôi gắt chưa? Hay là các bạn lại bảo là gắt bình thường đi. Đúng rồi, hợp lý. Thế để coi 3 thằng nữa. Rồi, 7 kill rồi, xem hạ gục 3 thằng nữa. 10 kill top 1 thì nó lại quá là điều tuyệt vời luôn anh em ạ. Đây, bo càng ngày càng nhỏ rồi nha anh em nhá. Người đâu? Hello. Mấy đứa còn lại đâu nhỉ? Thôi thì tranh thủ loot thêm xíu đâu coi. Ok luôn này. Đó. Xem trang bị thừa mình vứt đi luôn này. Người đâu? Ở đậu xanh. Mấy giây nữa. Ui dồi ôi, đây. Bo đã thu xong và bây giờ là vòng bo tiếp theo sẽ thu tại ở cái khu này. Đùa chứ thế nào chứ, bo nhỏ như này rồi, 3 thằng nữa tôi nhìn chưa ra anh em ạ. À đây trên này. Tưởng gì cơ, ngay trên này hả? Thôi xong. Thằng bé này, chú chuẩn bị là lên bảng đếm số với anh thì nha em ơi. Đâu? Đây hả? Thôi xong. Thôi xong rồi em ạ. Thôi xong rồi em ạ. Ok, 8 kill luôn. Ơ, what the hell tầm này là? Đúng rồi anh em ơi, huyền thoại luôn, ghê. Đây là cuộc chiến solo 1v1 giữa mình và thiên niên cuối cùng luôn. Gắt thế, ui dồi ôi, đâu? Thằng cuối đâu? Mình chỉ biết là nó ở ngay phía trước mặt thôi, chứ còn là vị trí rõ thì chưa biết. À, đậu xanh nó cắn mình. Nó bắn mình anh em ạ. Mày dám cắn trộm anh ấy à, chỗ nào em ơi, vào bo đi. Vào bo nhanh còn kịp này em này. Uê, đậu xanh. Để tôi xuống dưới đây coi, chứ còn là... Ơ, nó đâu rồi ta anh em? À, nó đang lái xe. Đứng lại em ơi. À, chú qua đấy hả? Đuổi theo luôn. Đúng rồi này. Thằng này chuẩn bị sanh mộ với anh nhá. Tất nhiên là anh sẽ không cho chú sống ra đâu. Đẩy qua luôn. Đúng rồi, nó ngay sau chỗ này thôi nha em ơi. Ok ok. Bên này không có à? Nó đang định vòng qua bên kia móc mình nhá hả? À, tính móc lốp anh Hải em ơi. Móc lốp anh này em ơi. Đậu xanh này. Thế đang lượng không nhảy được. Cái đậu xanh này, móc lốp anh này và yes, chiến thắng luôn. Tuyệt vời. Như vậy là vào đấu này mình đã có được 9 kill top 1. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo. Bye bye mọi người.